Xin chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Hôm nay em sẽ review một lô đất nền thuộc xã Dương Tân, huyện Dương Khánh, thông lát nhất, với giá chỉ là 330 triệu thôi. Dạ vâng, trước mặt em là lô đất thuộc thôn lát nhất, xã Dương Tân, huyện Dương Khánh, với tổng diện tích là 150m ngang 51. Như quý anh chị thấy đây là ranh giới của nó là từ cái trụ bê tông có chất sơn màu đỏ này, mình đi ngang qua năm và trải dài ra phía sau đấy. Đây, lô đất là rất vuông vức, quý anh chị nhìn trên màn hình, nhìn trên cửa sổ là sẽ thấy. Và con đường hiện trạng này, tiếp giáp với lô đất là hiện trạng là đường bê tông rộng 3m rưỡi, vì trời mưa nên đường bây giờ nó đổ một màu hơi xấu. Lô đất mình là có là 60 mét đất ở. Về giá bán cho lô đất mình rất là rẻ, là chỉ là 330 triệu. Là sổ đỏ đầy đủ, bất lọc phải bao sang tên. Em sẽ quay hết một vòng. Đây con đường quý anh chị, trước mặt quý anh chị thấy là con đường đi ra đường tỉnh lộ 2. À, xung quanh là những hộ dân cư, cách tỉnh lộ 2 chỉ hơn 100m thôi quý anh chị. Lô đất mình là có tới hai mặt tiền. Mặt tiền tiếp giáp đường bê tông này là mặt tiền thứ nhất hướng Tây Nam, và mặt tiền sau là ngược lại là hướng Đông Bắc. Bây giờ em sẽ đi ra mặt sau của lô đất của mình. Thì hiện tại là khu vực thông lớn nhất này là đa số là trồng keo, trồng mía. Nên quý anh chị thấy có thể thấy là hiện tại là đang trồng keo và trồng mía tại khu vực này. Đây là mặt sau. Ranh giới đội tông là bị ngẽ. Mặt sau như quý chị thấy đây là con đường đất hiện trạng là rộng là cũng là 3m, sâu hạch là thành đường 16m. Từ vị trí này nhìn trên Google Maps thì quý chị đi tới đoạn một đoạn này và rẽ bên tay trái là tới con đường liên thôn. Nhìn trên Google Maps rất là rõ. Từ vị trí lô đất của mình mà đi ra tới chợ Dương Tân, chợ mới Dương Tân thì tầm đâu đó là khoảng là hơn 2 cây rưỡi. Đi tới ủy ban Dương Tân thì cũng đâu đó là 2 cây rưỡi. Từ quốc lộ 27 mà mình đi vào là còn phải mất tới hơn 8 cây. Từ Nha Trang mà em đi lên thì mất đâu đó là hơn 25 phút. Buổi chiều hiện tại ở Dương Tân này là rất là mát. Tầm giá này thì mình có thể đầu tư được vài trăm, mình bán ra vào khoảng vài trăm lời, khoảng tầm là từ 50 triệu đổ xuống thì tầm giá đó là mình đầu tư được. Lô đất mình nhìn trên sơ đồ thì nó thuộc lô số 18 nha quý anh chị. Con đường Hương Lộ 62 đây
thì hướng chỉ tay của em thì đi lên phía tay phải mình thì đi lên tới chỗ xã Khánh Phú của huyện Khánh Vĩnh để có thể đi ra được cái khu vực sông Cầu. Lô đất mình thì cách ra đường cao tốc Bắc Nam đang làm thì khoảng là 5 cây. Dạ, nãy giờ em đã review xong lô đất thuộc thôn Lấy Nhất, xã Dương Tân, huyện Dương Khánh với giá bán là 330 triệu. Dự với tổng diện tích là 150 m hai mặt tiền trước và sau. Quý anh chị có nhu cầu có thể liên hệ với số điện thoại 0843218679 B có phải màn hình. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất về bất động sản tại Dương Khánh, Cam Lâm, Ninh Hòa, thành phố Nha Trang, Khánh Vĩnh và Bắc Văn Phong. Em Trực xin chân thành cảm ơn.